Dù còn lâu, lễ trao giải quả bóng vàng 2022 mới diễn ra và gần như chúng ta đã xác định được người chiến thắng. Nhưng trong ngày hôm nay, câu chuyện về Ballon d'Or lại trở nên sôi nổi vì Messi không có tên trong danh sách đề cử. Người hâm mộ Empunga có lý do để phẫn nộ, nhưng ban tổ chức cũng có cơ sở để đưa ra quyết định. Vậy cơ sở đó là gì? Hãy nghe Frank Football giải thích ở phần sau của video. Messi không có tên, còn Ronaldo thì ngược lại, không những có tên trong danh sách 30 đề cử, mà anh có thể sẽ có tên trong đỉnh xuất phát của Man United tại vòng 2 của EPL. Chi tiết mọi chuyện ra sao cùng xem hết video để khám phá. Chào mừng các bạn đến với bản tin chiều thứ 7. Trước tiên hãy cùng điểm qua những tin vắn đáng chú ý trong ngày. Nếu chọn ra câu lạc bộ nhỏ nhất ngoại hạng Anh lúc này, không trả lời có lẽ là Liverpool. Mới đây, bộ phận y tế của lữ đoàn đỏ vừa đón nhận thêm một bệnh nhân mang tên Joe Matip. Theo Daily Mail, Matip gặp chấn thương háng trong buổi tập ngày hôm qua. Vì vậy, anh sẽ vắng mặt ở trận đấu đầu tiên trên sân nhà của mùa giải. Việc Joe Matip chấn thương khiến Liverpool chỉ còn đúng ba trung vệ có thể ra sân là Joe Gomez, Van Dijk và Nat Phillips. Việc Joe Matip chấn thương khiến Liverpool đang gặp khó khăn ở giai đoạn tiếp theo mùa giải này. Các cộng viên của Liverpool có thể thấy an ủi phần nào khi họ không phải là đội duy nhất nhận hung tin trước thềm vòng 2. Mới đây, huấn luyện viên Thomas Tuchel xác nhận tiền vệ Mateo Kovacic không thể ra sân ở trận gặp Tottenham sắp tới. Tiền vệ số 8 dính chấn thương đầu gối và hiện chưa rõ mức độ nghiêm trọng. Thiếu vắng Kovacic, Chelsea sẽ mất đi một cầu thủ khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và kết nối tuyến giữa với hàng công. Nếu bạn còn nhớ, cách đây không lâu, huấn luyện viên Arteta đã tiết lộ việc Aubameyang thiếu kỷ luật, thường xuyên đi trễ trong các buổi tập. Chính vì vậy, ông đã tước bằng đội trưởng của tiền đạo người Gabon ở mùa giải trước. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn trước trận đấu Arsenal, thuyền trưởng người Tây Ban Nha đã đến muộn và lập tức bị nghiệp quật. Một phóng viên đã cà khịa: "Anh đến muộn, Mikel, chúng tôi đang giữ một tập hồ sơ ghi lại các lần vi phạm." Đáp lại, Arteta cười trừ và nói rằng sẽ đóng tiền phạt cho lần sau. Tottenham mùa hè này đã thể hiện họ rất mát tay trong việc chốt đơn và cũng không gặp nhiều khó khăn trong vấn đề đẩy đi các thủ không nằm trong kế hoạch của Conte. Mới đây, Villarreal đã hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ Giovanni Lo Celso theo dạng cho mượn từ Tottenham Hotspur. Tàu ngầm vàng không kèm theo điều khoản mua đứt trong bản hợp đồng. Lo Celso là cái tên thứ 5 chia tay Tottenham mùa hè 2022 sau Steven Bergwijn, Joe Rondon, Cameron Carter-Vickers và Jack Craig. Thiết nghĩ ba lãnh đạo Paris Saint-Germain nên qua London để học hỏi Tottenham, bởi gã nhà giàu nước Pháp đang gặp khó trong việc chia tay các thủ đang dư thừa trong đội. Đến hiện tại, một số ngôi sao vẫn không chấp nhận ra đi dù được đội bóng giao bán. Vì vậy, Paris Saint-Germain đã dọa sẽ đẩy những cầu thủ đó xuống giải hạng 5 của Pháp để thi đấu cho đội 2. Thậm chí họ phải tập luyện, ăn uống và sinh hoạt tách biệt so với những cầu thủ thuộc đội 1. Ander Herrera, Levin Kuzawa, Julian Draxler, Rafinha, Thilo Kehrer, Idris Agueye và Mauro Icardi đều nằm trong danh sách những cầu thủ mà Paris Saint-Germain muốn bán trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Trong số những cái tên kể trên, rất có thể Icardi sẽ là người ra đi đầu tiên sau khi vợ và cũng là người đại diện của Icardi, Wanda Nara, liên hệ với Man United về việc chiêu mộ chồng mình. Phía Quỷ Đỏ cũng được cho là bật đèn xanh cho thương vụ này. Ngay sau khi xuất hiện tin đồn đội nhà muốn có Icardi, fan đã phản đối dữ dội trên mạng xã hội. Đa phần fan Quỷ Đỏ cho rằng Icardi không phù hợp với đội bóng và tư cách đạo đức của tiền đạo này sẽ phá hỏng phong thay đồ của câu lạc bộ. Người hâm mộ Messi vừa đón tin không mấy vui khi thần tượng của họ không có tên trong danh sách đề cử quả bóng vàng. Nhưng với Empunga, anh được cho là không mấy quan tâm đến điều này. Siêu sao người Argentina đang tập trung vào trận đấu sắp tới tại vòng 2 của Ligue 1. Bên cạnh đó, ngay dịp này, huấn luyện viên tuyển Argentina, ông Lionel Scaloni cũng đã làm điều bất ngờ khi sẽ bay đến Paris để gặp trực tiếp Messi hỏi thăm về tình hình cuộc sống của anh, cùng bàn bạc các kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2022. Messi thì trượt quả bóng vàng, còn Neymar thì lại mới chia tay tình yêu. Mới đây, bạn gái của Neymar, người mẫu Bruna Biancardi, xác nhận trạng thái độc thân và muốn làm rõ những tin đồn xung quanh mối quan hệ với tiền đạo người Brazil. Cô khẳng định cả hai chia tay trong êm đẹp và vẫn tôn trọng lẫn nhau. Lý do chia tay vì lịch trình và cuộc sống riêng của cả hai khác biệt. Nữ người mẫu mệt mỏi khi phải thường xuyên bay xa để thăm người yêu. Cùng đến với thông tin được nhiều người quan tâm nhất vào lúc này, với danh sách do Frank Football công bố sáng nay, Messi có lần đầu tiên kể từ năm 2005 không được lọt vào top 30 đề cử của bóng vàng. Điều này ngay lập tức gây nên làn sóng tranh cãi trong cộng đồng bóng đá toàn cầu. Nhiều người cho rằng với những gì đã thể hiện, Empunga xứng đáng có tên trong danh sách đề cử. Sau tất cả, ban tổ chức đã lên tiếng giải thích lý do. Tờ L'Equipe dẫn lời từ phòng Football cho biết từ năm 2022, giải thưởng của bóng vàng căn cứ vào thành tích từ tháng 8 năm trước đến tháng 7 năm sau, tức là chỉ gói gọn trong vòng một mùa giải. Trong khi đó, Messi gặp bất lợi khi chơi không xuất sắc trong mùa giải đầu tiên khoác áo Paris Saint-Germain. Dù vô địch Ligue 1 và siêu cúp Pháp, đội bóng thủ đô Paris lại bị loại sớm ở Champions League.
Mùa giải 2021-2022, Messi chỉ đút túi 11 bàn và có 14 pha kiến tạo. Đó là lý do quan trọng để khiến siêu sao người Argentina trượt đề cử. Trong khi đó, Ronaldo tuy không giành danh hiệu tập thể đáng chú ý nào, nhưng CR7 trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia ở mùa trước với 117 bàn. Anh là người ghi nhiều bàn thắng quyết định cho Man United ở vòng bảng Champions League. Ở EPL, Ronaldo đã ghi 18 bàn thắng, trong đó có 2 cú hat-trick. Dường như người hâm mộ quá chú ý đến giải cúp bóng vàng mà vô tình quên đi giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Cũng trong sáng nay, UEFA đã công bố các đề cử giải thưởng cầu thủ nam xuất sắc nhất năm. Theo đó, 3 ứng cử viên rút gọn cho danh hiệu cầu thủ hay nhất của giải đấu UEFA gồm tiền đạo Karim Benzema và thủ môn Thibaut Courtois của Real Madrid và tiền vệ Kevin De Bruyne đang chơi cho Man City. Trong đó, Benzema được xem là cái tên sáng giá nhất. Mèo lưới nước Pháp đã thi đấu cực kỳ thăng hoa mùa giải vừa qua. Anh góp công đưa Real vô địch Champions League, La Liga và siêu cúp châu Âu. Tiền đạo người Pháp cũng được coi là không có đối thủ trong cuộc đua giành quả bóng vàng vào năm nay. Số điểm của 3 cầu thủ hay nhất sẽ được công bố trong buổi lễ bốc thăm vòng bảng của giải đấu châu lục cấp câu lạc bộ mùa 2022-2023 vào ngày 25 tháng 8. Với top đề cử huấn luyện viên xuất sắc nhất, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti và Jurgen Klopp góp mặt trong top 3 đề cử và gần như chắc chắn thầy An của Real sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Câu chuyện của ông vàng hay cầu thủ xuất sắc châu Âu còn ở tương lai xa. Trước mắt, cầu thủ cần tập trung cho vòng đấu cuối tuần này. Man United sẽ chạm trán với đối thủ khó chịu Brentford. Người mộ quỷ đỏ chắc chắn vẫn đang quan tâm đến chuyện của Ronaldo. Liệu anh có được đá chính trong trận tới hay tương lai của CR7 sẽ về đâu? Trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Ten Hag đã phần nào giải đáp những thắc mắc đó. Điều bất ngờ là chiến lược gia người Hà Lan nói rằng Ronaldo không muốn rời Old Trafford. Ronaldo muốn ra đi ư? Đó chỉ là giả định của các bạn truyền thông. Đó không phải những gì cậu ấy nói với tôi. Tôi tính toán mọi thứ với những cầu thủ sẵn có trong tay và Ronaldo nằm trong kế hoạch. Chúng tôi phải đặt Ronaldo vào trong hệ thống của đội. Ngoài ra, chiến lược gia người Hà Lan cũng đánh tiếng có thể sử dụng CR7 ngay từ đầu ở trận đấu sắp tới. Cậu ấy đã có một tuần tập luyện tốt kể từ sau trận gặp Brighton. Thời gian qua, Ronaldo chỉ mới thi đấu khoảng 2 hiệp trong 2 trận. Tôi đã có quyết định của mình nhưng tôi sẽ giữ kín nó. Bên cạnh Ronaldo, Rabiot cũng là cái tên được fan Man United chú ý vào lúc này. Man United đã đồng ý một khoản phí 15 triệu bảng ban đầu với Juventus cho Rabiot, người chỉ có 1 năm trong hợp đồng. Tuy nhiên, quỷ đỏ cần phải thương lượng hợp đồng với đại diện của cầu thủ này, chính là mẹ của Rabiot, giám đốc bóng đá của Man United. Ông Joe Murtagh đã phải bay sang Turin để đàm phán với bà Veronica. Mới đây, Murtagh bị các phóng viên bắt gặp đang rời khỏi một chiếc xe khi ông đến sân bay Turin. Giám đốc của Man United đã mỉm cười khi được phóng viên hỏi ông có tự tin về việc chốt một thỏa thuận không. Nhưng Murtagh đã không trả lời câu hỏi đó. Sự im lặng của ông dấy lên nhiều hoài nghi liệu Man United đã có được Rabiot hay chưa, chỉ thời gian mới có thể trả lời. Tâm điểm của EPL tuần này là trận đấu giữa Tottenham và Chelsea. Và như để hâm nóng bầu không khí, huấn luyện viên Conte vừa lên tiếng cả khịa đối thủ. Trong buổi họp báo trước trận đấu, chiến lược gia người Ý khẳng định Lukaku là tiền đạo giỏi, nhưng tờ Blue không biết sử dụng. Bạn biết rất rõ có những cầu thủ cần thêm thời gian để tạo ra ảnh hưởng, nhưng chắc chắn cậu ấy là một bản hợp đồng tốt của Chelsea. Romelu có tiềm năng chơi ở Premier League. Tôi nhớ rất rõ khi mới bắt đầu một giải trước, cậu ấy đã chơi bùng nổ. Khi đó báo chí và truyền thông đưa Lukaku lên mây. Rất nhiều điều xảy ra sau đó khiến sự tự tin của Romelu giảm sút. Bây giờ cậu ấy đã trở lại với Inter và đang cố gắng lấy lại những gì tốt nhất. Chúng ta đang nói về một tiền đạo thực sự quan trọng, một tiền đạo thực sự giỏi. Tôi tin cậu ấy sẽ bùng nổ mùa giải năm nay. Đến đây, bản tin chiều 13 tháng 8 xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng bình luận viên Anh Quân News. Và đừng quên tối nay ăn ngủ cùng bóng đá. Xin chào và hẹn gặp lại.